Từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, tỉnh mới Hậu Giang chính thức được thành lập. Đối với hàng trăm cán bộ công chức được điều động từ Cần Thơ về, sự kiện này bắt đầu cho một hành trình khai phá vùng đất mới. Không phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với chuyện sinh tồn sinh kế, nhưng những gì mà những con người này đối mặt cũng không hề dễ dàng. Sau nhiều năm bị đạn bom tàn phá, từng tấc đất ở Hậu Giang đang phải gánh theo cái nghèo và sự lạc hậu có thể thay đổi trong ngày một, ngày hai. Vực dậy vùng đất đã ngủ yên một thời gian dài, dường như là trọng trách không nhỏ, được đặt trên vai những người cán bộ đầu tiên về tỉnh mới. Thế nhưng, tinh thần xông pha, nhiệt quyết và trách nhiệm của những lớp cán bộ này đã cùng qua với khát vọng vươn lên của vùng đất trẻ, khơi gợi niềm tin và sự hứng khởi của người dân cùng tham gia vào cuộc chiến đấu với cái nghèo nàn lạc hậu, góp phần để lại những dấu ấn khó phai trên chặng đường 10 năm tìm kiếm một cuộc đổi thay. Trong những ngày đầu, không ngoài tiên liệu của những người đi xây tỉnh mới, nguồn lực có hạn nhưng biết bao chuyện cần làm, bao vấn đề cần được giải quyết. Bức xúc trước mắt là cơ sở hạ tầng yếu kém, chỗ nơi làm việc của cán bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, hơn 30.000 gia đình chính sách cần được chăm lo, trong đó có hơn 1.000 gia đình khó khăn về nhà ở. Trước thực tế này, Hậu Giang đã xác định các khâu đột phá để các nguồn lực đầu tư với hiệu quả cao nhất, tiếp sức người dân vượt qua khó khăn, cùng đảng bộ, chính quyền sớm bước qua đói nghèo, phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, theo từng năm, tỉnh xác định các chủ đề gắn với nghị quyết nhằm phát huy tối đa sức mạnh chính trị, nguồn lực kinh tế, thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Trong 2 năm đầu tiên, tập trung giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Năm tiếp theo, quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo. Năm thứ tư, triển khai xây dựng khu cụm công nghiệp, thu hút đầu tư. Năm thứ năm, thứ sáu, đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh kinh tế, nông nghiệp, nông thôn. Cả cái ban chấp hành, cả đảng bộ phải suy tư dữ lắm. Bây giờ nếu như mà cán bộ ở nơi khác, ở Cần Thơ, các nơi khác về, mà giờ anh tập trung xin vốn, anh xây dựng thì Trung ương cũng sẵn sàng thôi. Nhưng nếu làm vậy thì mình... đạo đức của bác mình học gì? Bác là gì? Bác dạy mình là cực trước dân hưởng sau dân. Hậu Giang còn nghèo thì thôi, bây giờ mình tạm thời mình thuê đi mướn cơ sở làm việc, miễn làm sao mà có chất lượng công việc để lo cho dân trước cái đã. Cân nhắc là điều phải có khi đứng trước sự lựa chọn khó khăn, nhưng nghị quyết về tập trung xây dựng nhà tình nghĩa tình thương, lo cho người nghèo và gia đình chính sách, phát triển giáo dục đào tạo trong những năm đầu thành lập đã khẳng định quan điểm của đảng bộ tỉnh Hậu Giang ưu tiên cho dân trước. Bằng giải pháp tập trung nguồn lực địa phương song song với huy động các nguồn lực xã hội, chỉ trong vòng 5 năm sau khi thành lập, Hậu Giang đã xây dựng được gần 20.000 căn nhà tình nghĩa tình thương cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Đến nay, con số ấy đã tăng gấp đôi. Bức xúc về nhà ở của gia đình chính sách và người nghèo được giải quyết cơ bản. Trong 3 năm, từ 2005 đến 2007, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trung bình 3% một năm. Các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển nhanh chóng và toàn diện, nhất là giáo dục. Với nền tảng đầu tư của năm 2006, năm tỉnh tập trung cho giáo dục đào tạo. Từ một địa phương có cơ sở hạ tầng, nhân lực yếu kém, chất lượng đào tạo nhiều hạn chế, ngành giáo dục Hậu Giang đã vươn lên thoát khỏi vùng trũng, khẳng định vị thế nhiều năm liền, xếp trong top dẫn đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giảm nghèo, giáo dục phát triển có thể không mang lại những giá trị kinh tế hiện hữu, nhưng lại là nền tảng xã hội vững chắc để Hậu Giang mạnh dạn bước vào những giai đoạn phát triển tiếp theo. Đến nay phải nói rằng trên các lĩnh vực đối với Hậu Giang là đạt được nhiều cái kết quả rất quan trọng, mà phải nói rằng đảng bộ đã tập trung nỗ lực tự lực là chính, nhưng được sự quan tâm của chính phủ, trung ương đảng và các cái tỉnh thành trong cả nước cũng như các doanh nghiệp trong
và ngoài nước là tạo điều kiện giúp cho Hậu Giang trong những năm qua. Đầu tư toàn xã hội thì là đối với Hậu Giang là cũng tăng là rất là cao, đặc biệt là trong năm 2009 thì chúng tôi huy động gần 8.000 tỷ đối với cái đầu tư toàn xã hội. Đây là một cái bước phát triển rất là lớn. Cái thứ hai nữa là đối với cái nông nghiệp thì từ một cái tỉnh đó là với cái tỷ lệ nông nghiệp rất là cao, hơn 80%, thì là cái sản lượng lúa từ 2004 đến nay thì chúng tôi cũng tiếp tục tăng, hiện nay là hơn 1 triệu tấn là lương thực năm. Rồi đối với công nghiệp thì chúng tôi cũng tiếp tục thu hút đầu tư, hiện nay trên địa bàn có nhiều cái dự án lớn. Khi mới thành lập, cơ sở vật chất của Hậu Giang hầu như làm lại từ đầu. Việc sắp xếp, bố trí nơi ăn ở, làm việc cho gần 2.000 người tập trung về tỉnh lỵ Vị Thanh, trong đó có hàng trăm người từ Cần Thơ được điều động về, là một vấn đề bức xúc không nhỏ. Thế nhưng, khi quyết định đầu tư vào cái gì trước, cái gì sau, những người lãnh đạo tỉnh khi đó đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa hiệu quả trước mắt và ý nghĩa lâu dài. Chính vì vậy mà khi những quyết sách được đưa ra, những cán bộ công chức về với Hậu Giang đều thấu hiểu và chấp nhận nơi làm việc, ăn ở tạm bợ để tỉnh ưu tiên các nguồn lực tập trung thực hiện những chính sách phục vụ dân sinh. Từng là trụ sở huyện ủy Long Mỹ, Vị Thanh, sau đó là ủy ban nhân dân huyện Vị Thanh, rồi đến trụ sở hướng dẫn, trung tâm dạy nghề huyện. Đến năm 2004, nơi đây trở thành nơi làm việc của tỉnh ủy Hậu Giang. Còn đây là khu hành chính 406, mái nhà chung mà các sở ban ngành cấp tỉnh đã chen vai thích cánh trong những ngày đầu về tỉnh mới. Những căn phòng trọ, những chuyến xe buýt sớm chiều, tất cả trở thành một phần không thể thiếu của những con người đã chấp nhận đi trên con đường khó. Thưa quý vị và các bạn, khởi hành từ thành phố Cần Thơ lúc hơn 5 giờ 30 sáng, chuyến xe này đến Vị Thanh vào trước giờ làm việc theo quy định của cán bộ công chức là gần 1 tiếng đồng hồ. 10 năm nay, những chuyến xe buýt như thế này đã đều đặn đưa rước hàng trăm cán bộ về Hậu Giang công tác. Giờ đây thì thành phố Cần Thơ và Vị Thanh đã gần hơn, ít gặp gần hơn, nơi làm việc của các sở ban ngành tỉnh cũng đã có nhiều thay đổi. Chỉ có tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó của những cán bộ này đối với tỉnh mới Hậu Giang là vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Tinh thần trách nhiệm, lòng quyết tâm, chấp nhận gian khó của cán bộ công chức và người dân Hậu Giang suốt 10 năm qua đã là tiền đề để từ đó tỉnh có đủ nguồn lực tập trung xây dựng vùng đất mới. Chỉ tính trong gần 6 năm sau khi thành lập, Hậu Giang đã tiến hành giải phóng mặt bằng hơn 2.200 hectare đất với hơn 28.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Nếu không có những người dân hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung, nhiều dự án xây dựng khu cụm công nghiệp, phát triển giao thông của địa phương cũng khó mà được triển khai nhanh chóng và mang lại hiệu quả như ngày nay.